Nằm cuối một con đường đất trong khu rừng tràm ở xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú là ngôi nhà của gia đình em Lê Hoàng Phúc. Chống đỡ suốt nhiều năm, cô Kèo đã rệu rã, dách nhà phải gia cố thêm để che bớt những trận gió tạt mưa lùa. Đây là nơi chứng kiến tuổi thơ của Hoàng Phúc từ lúc vừa tròn 5 tuổi cho đến ngày trở thành một thanh niên như hôm nay. Ông bà nuôi cháu bằng hạt gạo làm ra từ gần một công đất ruộng, từ con cá mớ thép ngoài sông, chắc chiêu cho cháu học hành từ đồng thu nhập làm mướn bấp bênh. Gần 70 tuổi đời, gánh mưu sinh vẫn quằn trên vai, lo cho mình thì ít mà lo nhiều hơn cho đứa cháu vắng mẹ thiếu cha. Ngày còn trẻ, còn sức đầy, nhiều người thuê làm việc, đồng tiền kiếm được cũng dễ dàng. Tuổi về già, bệnh tật bủa vây, một tháng chỉ làm được đôi ngày, canh cánh bên lòng là tương lai của Hoàng Phúc. Đúng rồi, con thấy là Phúc đó là cháu ngoại thì sống với cô chú là từ hồi nào tới giờ chú? Sống từ lọt lòng mẹ nó tới giờ. Trước đây thì mẹ nó có chồng rồi... Sau này mang thai nó gãy đổ mẹ nó về đây chú thím nuôi rồi mẹ nó sanh ra cái cứng cáp rồi nó rồi mẹ nó đi làm bỏ lại mua sữa cho nó uống mà từ đó tới giờ luôn nhân khẩu nó cũng nằm trong chú thím. Dạ. Cái thu nhập hàng tháng như vậy mà cháu của mình Phúc đó thì cũng học xong 12 và cũng muốn học tiếp đại học. Cô chú có dự định là sắp tới cũng sẽ cho cháu mình đi học tiếp không? Nó thì ham học mà như vậy là cũng dự tính thì cho nó đi mà sợ lo nó không nổi nè. Bây giờ tiền bạc thì không có, trong cha mẹ thì nghèo rồi con cái nó cũng nghèo, có chồng vợ không có giúp được cái gì. Bây giờ kêu nghĩ nó ham học quá, giờ khóc luôn. Trong lòng thì cũng muốn cháu đi học lắm phải không chú? Dạ đúng rồi. Lê Hoàng Phúc vừa hoàn thành chương trình phổ thông lớp 12A1 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Mỹ Thuận mà Phúc theo học có 44 học sinh. Thành tích của em đứng hàng thứ hai trong lớp, cũng đồng thời là lớp phó học tập. Thầy cô, bạn bè đặc biệt ấn tượng với tinh thần cầu tiến và sự hoạt bát của cậu học trò này. Chẳng có một chút dấu vết nào của sự mặc cảm hoàn cảnh nơi em. Bất cứ ai từng tiếp xúc với Hoàng Phúc đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ em, từ một cậu học trò vốn không được định sẵn những điều kiện thuận lợi ngay từ ban đầu. Bản thân cô là chủ nhiệm lớp mà em Phúc thì cô nhận thấy em có rất là nhiều ưu điểm. Cái thứ nhất thì nói về học tập thì luôn chủ động, tích cực trong học tập và học rất giỏi. Cái thứ hai nữa thì nói về phong trào thì rất nhiệt tình trong phong trào và hăng hái tham gia lắm, cái lúc nào cũng tham gia. Còn cái thứ ba nữa thì luôn luôn hòa đồng với bạn bè, bạn bè mà cần giúp đỡ là giúp đỡ. Và còn một cái điều thứ tư nữa rất quý ở em, đó là trong em lúc nào cũng tỏ ra một cái năng lượng tích cực, rất tích cực và nhiệt tình rất làm. Nghĩa là trong em lúc nào cũng phải cố gắng làm, cố gắng học để cho tương lai mình tươi sáng hơn. Thì đó là cái điều rất quý và nó cũng lan tỏa được trong lớp. Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, lớn lên với rất nhiều thiếu thốn. Bối cảnh đó Phúc không thể chọn lựa. Nhưng em tin học tập cho em một cơ hội để lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Hoàng Phúc đã học bằng tất cả quyết tâm và nỗ lực. Em biết hành trình tri thức của mình chẳng hề dễ dàng, nhiều trở ngại mà em chẳng thể lường trước. Nhưng em sẵn sàng đương đầu và vượt qua vì mục tiêu đã định, vì quyền lựa chọn của chính mình. Vừa rồi thì Phúc cũng đã hoàn thành xong cái chương trình lớp 12 và cái dự định sắp tới của em sau khi xong chương trình phổ thông là gì Phúc? Dạ thì nguyện vọng tiếp theo của em đó là tiếp tục học đại học. Em chọn học ngành Logistics, chuỗi cung ứng ở Đại học FPT Cần Thơ. Nhân đây em cũng chia sẻ luôn là trước khi có cái quyết định là chọn học ngành Logistics ở Đại học FPT Cần Thơ như hiện nay á, thì trước đó là em cũng rất là băn khoăn. Đầu tiên á thì là em tính lựa chọn con đường đi du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Nhưng mà em phải suy nghĩ lại, tại vì cái số tiền học phí là lên tới 265 triệu rồi. Mà lúc đó thì em cũng được cái học bổng lên tới 100 triệu, một số tiền không nhỏ. Nhưng mà phần còn lại cũng là 165 triệu, nó cũng không hề nhỏ, nó với gia đình em
Cho nên là em đã phải suy nghĩ rất là nhiều và em quyết định là mình bỏ con đường đó. Khi mà tiếp tục cái việc học ở bậc đại học này, mình cũng sẽ đối diện với một trong những cái khó khăn, đó là về kinh tế. Em đã thu xếp như thế nào cho cái khoản kinh tế đó? Với cái mức chi phí FPT là khoảng 20 triệu cho một học kỳ, là 4 tháng. Thì em thu xếp thì em có viết một cái đơn xin học bổng tài năng gửi vào FPT. Thì mình cũng may mắn là được 10% trong 4 năm đó. Thì cái chi phí nó đã giảm xuống một phần. Một phần nữa là cũng có một cái chú mạnh thường quân đã hứa với em là sẽ hỗ trợ cho em trong vòng 3 tháng đầu, bao gồm tiền trọ, sinh hoạt phí và cả giới thiệu nơi ở trọ cho em và cả việc làm thêm cho em luôn. 12 năm học cho tới thời điểm này, những cái khó khăn về kinh tế đó đã có từng cái lúc nào nó cũng từng khiến em dao động với chuyện học này không? Dạ, cũng có. Thật sự là cũng mấy tháng gần đây thôi là bắt buộc phải lựa chọn như là con đường đi học tiếp đại học nè. Thì em suy nghĩ rất là nhiều cho việc chọn ngành, chọn nghề, chọn trường đại học nào cho nó phù hợp với mình. Trong khoảng thời gian đó là có giai đoạn em rất là căng thẳng luôn. Nhưng mà sau tất cả thì mọi chuyện nó cũng đã được giải quyết, cũng khá là vui. Cái điều gì nó đã khiến cho em quyết tâm là mình sẽ tiếp tục cái việc học bất kể có những khó khăn gì phía trước, mình vẫn muốn học thì sao? Thì tại vì em biết là chỉ có học mới có thể thay đổi thôi, chứ giờ nếu mà em không học tiếp, em đi làm thì tiền nó cũng không được nhiều. Vì sau này nếu mà em hết sức khỏe thì cũng không có lo được cho bản thân em luôn, chính bản thân em luôn, cũng là gia đình của em. Mặc dù là sẽ đối diện với nhiều trở ngại nhưng mà em đã chọn là đi tiếp, và hy vọng là em sẽ giữ vững được cái quyết tâm, nỗ lực hết mình cho lựa chọn, cho mục tiêu mà mình đang hướng tới. Vậy chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này trao học bổng cho học sinh của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Mỹ Thuận, đó là em Lê Hoàng Phúc. Và sau đây thì chúng tôi xin mời đại diện nhà trường sẽ trao số học bổng. Em mời cô ạ. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, xin cảm ơn Hội khuyến học tỉnh, công ty sổ số kiến thiết và đài truyền hình Sóc Trăng đã đến đây ghi hình và trao suất học bổng thật sự có ý nghĩa cho em Lê Hoàng Phúc. Với cái suất học bổng này thì cô mong muốn là Phúc sẽ sử dụng nó đúng mục đích và phải phấn đấu để đạt được cái kết quả cao trong cái kỳ thi sắp tới. Xin chúc mừng em. Về phía đoàn trường và hội khuyến học trường cũng có phần quà dành tặng cho em Phúc. Dạ, xin mời ạ. Xin mời thầy. Xin thay mặt hội khuyến học nhà trường cũng như là đoàn trường cũng rất mong em Phúc là khi nhận được cái học bổng này sẽ có cố gắng hơn nữa để phát huy tinh thần học tập, vượt khó khăn để phát triển bản thân, cũng như là em sẽ cố gắng để giúp ích cho gia đình và xã hội. Hôm nay em nhận được số học bổng này, em cảm thấy rất là vui và cũng như là rất là vinh hạnh. Thì nhân dịp hôm nay thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, đài truyền hình Sóc Trăng cùng với công ty sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cũng như là nhà trường đã tạo điều kiện để em được nhận cái sức hỗ trợ này. Và em cũng xin hứa là khi nhận được cái sức hỗ trợ này, em sẽ ra sức cố gắng nỗ lực học tập hơn nữa để không phụ lòng của quý thầy cô, gia đình cũng như là các mạnh thường quân đã giúp đỡ em. Chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này cũng khép lại tại đây. Xin gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Sóc Trăng, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Mỹ Thuận cùng với đoàn thể nhà trường đã cùng với chương trình tiếp sức cho em Lê Hoàng Phúc để em có thể vững tin trên cuối đường học vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn, trên Facebook và YouTube truyền hình Sóc Trăng. Chi tiết liên lạc xin mời gửi về chương trình Tiếp bước đến trường, đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132, đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.